Vâng, trận đấu đã chính thức được diễn ra rồi. Hấp tinh điểm cũng đã lên nhưng đã bị dính vào phản đòn mới hay của Thiếu Lâm. Ngũ độc đao sẽ so tài cùng với Thiếu Lâm đao ở trong trận đấu này. Thậm chí là bùa kháng độc và thời gian trúng độc của Châu Tinh Tổ cũng bị phản phệ một cách hoàn toàn rồi. Sở kiếm hãy của Thiếu Lâm nó mang theo một sự phản đòn cần thiết để đối đầu với các ác khác. Và hiện tại thì Chidori hoàn toàn có lợi thế ở trong việc là kỳ hệ sẽ rất khó khăn dành cho Châu Tinh Tổ. Và một tình huống trắng máu của Châu Tinh Tổ rồi. Không biết thì anh sẽ phải lách qua cửa hẹp này như thế nào để có thể bước vào trong vòng 2 của Cổ Mộ Anh Hùng. Anh em chờ một xíu, hình như đang có một chút vấn đề về đường truyền anh em ạ. Hình như đang có mất một chút vấn đề về đường truyền, anh em chờ một xíu nhá. Hơi đáng tiếc em, để mình tắt cái YouTube đi để mình phát ở trên Facebook thôi. Ok anh em, được rồi đấy, xin lỗi anh em nhé. Vừa rồi thì xảy ra về một chút sự cố với đường truyền và mình đã khắc phục được rồi, xin lỗi em rất là nhiều. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu đầu tiên của Châu Tinh Tổ và Chidori Thiếu Lâm. Trận đấu đã bước sang phút thứ 6 rồi và Châu Tinh Tổ vẫn đang thi đấu một cách vô cùng là xuất sắc anh em ạ. Khi có thể tồn tại được đến bây giờ, chứ hàng loạt những cú tấn công liên tiếp đến từ Chidori Thiếu Lâm, một điều mà không phải một cao thủ ngũ độc nào có thể làm được. Hy vọng rằng thì may mắn sẽ mỉm cười cùng với Châu Tinh Tổ. Tuy nhiên thì cánh cửa đó sẽ rất hẹp anh em ạ. Chidori Thiếu Lâm luôn luôn tỏ ra một phong độ rất ổn định ở trong các trận đấu Tống Kim, thường xuyên góp mặt vào trong top 3. Và cũng chính là trong tuần trước thì Chidori tiếp tục giữ vững được ngôi vị vua Tống Kim của mình. Những pha áp sát liên tục đến từ Chidori không hề có cơ hội để cho Châu Tinh Tổ có thể tổ chức phản đòn được. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đã đến với sự kiện Cổ Mộ Anh Hùng tháng 11 của Zip Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Anh em đến với livestream thì thả cho mình cái tim, cái bình luận nha, để mình biết rằng bao nhiêu anh em đang xem. Cảm ơn rất là nhiều. Vừa rồi thì cũng xảy ra một chút xíu về đường truyền, bây giờ khắc phục được rồi. Cảm ơn em nhé. Chỉ còn tầm khoảng 3 phút nữa, còn tầm khoảng 5 phút nữa cho những nỗ lực đến từ Châu Tinh Tổ. Thời gian còn lại rất dài. Không biết rằng bây giờ thì lượng máu ở trong hành trang của anh có đủ để giữ đến khi trận đấu kết thúc hay không. Sát thương mà Chidori gây lên là quá lớn anh em ạ. Vâng, một pha phản phệ bùa đến từ Châu Tinh Tổ rồi.
Thời gian thi đấu chính thức đã diễn ra được một nửa rồi. Chidori vẫn đang hoàn toàn chiếm sự áp đảo của mình. Và ngay sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu của Bánh Mì Sandwich và Tâm Ray. Đó là cuộc đối đầu của Nga Mi và Ngũ Độc. Theo như giới chuyên môn đánh giá, khi trận đấu này trước khi được diễn ra thì cửa chiến thắng dành cho Châu Tinh Tổ chỉ có tầm khoảng 5% thôi. 5% này sẽ rơi vào những tình huống mà Chidori mất mạng hoặc là bị mất điện thôi. Còn về tất cả các chỉ số đều phản ánh lên rằng một chiến thắng hoàn toàn áp đảo dành cho Chidori Thiếu Lâm. Ác Thiếu Lâm gần như đang sở hữu những món đồ khủng nhất tại server của Mộ Đài. Hơn thế nữa thì khả năng PK cực kỳ ổn định. Quá khó cho Tình Tổ anh em ạ. Tuy nhiên anh vẫn đang chiến đấu bằng gần như 100% công lực của mình, với một hy vọng để có thể bước qua cánh cửa hẹp và thi đấu ở trong vòng 2 của sự kiện của Ngoại Hùng lần này. Trắng máu rồi anh em ạ. Không biết rằng Châu Tinh Tổ đã hết máu hay là anh tiết kiệm máu nữa đây. Vâng, thậm chí Chidori chém cả skill 6x rồi anh em ạ. Vâng, vậy là đã không có bất ngờ xảy ra dành cho Châu Tinh Tổ rồi. Mình xin công bố kết quả em nhé. Trận 1, Chidori Thiếu Lâm thắng